Với những nỗ lực xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên đã khẳng định được vị thế của mình trong sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các địa phương trong khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Từ môi trường đào tạo Q3, những cán bộ quản lý, quản trị kinh doanh, doanh nhân xuất sắc, những công dân toàn cầu đã bước ra cuộc sống, gặt hái thành công trên mọi lĩnh vực, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên trường quốc tế. Chặng đường 15 năm là khoảng thời gian Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh phấn đấu liên tục và khẳng định bản lĩnh vững vàng, luôn tràn đầy khát vọng là cái nôi đào tạo khởi nguồn cho những thành công. Xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển và duy trì chất lượng. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh coi trọng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ. Nhiều chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài uy tín được nhà trường xây dựng và triển khai hiệu quả. Cùng với đó, cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học được quan tâm đầu tư đồng bộ, tạo môi trường học tập hiện đại, chuyên nghiệp. Đến nay, nhà trường có hệ thống các giảng đường, nhà làm việc, ký túc xá đồng bộ, hiện đại với số lượng 8 tòa nhà 5 tầng có tổng diện tích xây dựng là 39.477 m², gấp 6,7 lần so với khi thành lập trường năm 2004. Tổng giá trị đầu tư về cơ sở vật chất trong những năm qua là trên 100 tỷ đồng. Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đào tạo ra lớp lớp thế hệ sinh viên chất lượng cao, giàu tính sáng tạo, năng động với cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra về chuyên môn, ngoại ngữ và trình độ tin học. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã lớn mạnh về quy mô đào tạo, chất lượng đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Quy mô sinh viên của nhà trường hiện nay có 5.967 sinh viên đại học, 897 học viên cao học và 38 nghiên cứu sinh. Cùng với niềm tin về uy tín trong chất lượng giáo dục, công tác tư vấn hỗ trợ sinh viên được triển khai với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Số doanh nghiệp thường xuyên tham gia chương trình Ngày hội tư vấn tuyển dụng và hỗ trợ việc làm do nhà trường tổ chức là trên 30 doanh nghiệp. Sinh viên có cơ hội được nhận nhiều học bổng từ nhà trường, các tổ chức và doanh nghiệp. Tỷ lệ sinh viên có việc là sau một năm ra trường hàng năm trên 95%, trong đó có hơn 70% là đúng với chuyên ngành được đào tạo. Chặng đường tạo dựng nền móng ban đầu để Q3 lớn mạnh và trưởng thành. Sự trưởng thành từ kết quả của kế thừa truyền thống đã và đang mở ra cho Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh một chặng đường phát triển thịnh vượng nhờ những động lực từ lòng yêu nghề của thế hệ giảng viên, là sức trẻ của những con người mới, thế hệ mới đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Khát khao khám phá những đỉnh cao tri thức sẽ thôi thúc thầy và trò Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh bước tiếp những chặng đường vẻ vang tiếp theo. Hãy cùng Q3 chia sẻ giấc mơ để vươn tới thành công.